Xin kính chào anh em đã quay lại với kênh Hoàng Nguyên Bãi Nhật nha. Thì, tuần này bên em về một lô máy mới thì làm video lên cho anh em cùng tham khảo nha. Thì tuần trước thì do không có hàng nên là bên em không có lên video. Tuần này anh em nào có nhu cầu mua máy thì cứ liên hệ bên em. Ngoài ra thì bên em có nhận đóng pin cho các loại máy cầm tay, anh em nào có nhu cầu đóng pin hoặc mua pin mới gì đó thì cứ liên hệ qua bên em qua số điện thoại 0938 158 742 hoặc là 0767 560 061 ha. Tên là Phúc, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh. Về hình thức mua hàng thì anh em có thể lựa chọn, thứ nhất là chuyển khoản đủ thì lúc nào cũng được ưu tiên và kèm theo đó là bao ship. Còn nếu mà anh em nhận hàng thanh toán thì đối với những khách hàng mà chưa mua hàng thì có thể yêu cầu đặt cọc ha. Rồi máy móc thì em có những dòng máy bãi và những dòng máy mới nha. Những dòng máy bãi đây là máy nội địa, nó nghĩa là máy qua sử dụng rồi của nội địa Nhật. Còn những dòng máy ken thì của hàng Trung Quốc. Nói chung thì em quay cái nào thì em sẽ nói chi tiết cái phần đó, anh em cố gắng mà xem cho nó rõ để mình có phù hợp với nhu cầu của mình thì có thể liên hệ bên em để đặt hàng nha. Rồi anh em nào đang theo dõi video thì nhớ cho em một xin một like và bấm cái nút đăng ký kênh để khi bên em lên video mới mình nhận được cái thông báo để mình không có bỏ lỡ video ha. Rồi thì đợt này mini bên em về rất là đẹp, cũng số lượng cũng được tầm ít nè. Nói chung là mini đợt này về nhiều mẫu, anh em có thể lựa chọn nha. Đợt trước anh em là mua mini chưa kịp thì đợt này có thể lựa chọn nè. Đợt này rất là nhiều mẫu luôn. Đặc biệt đợt này nó có mấy cây mini mà đời đây, đời diện hay đời này cũng đời mới á. Đây, của Bà Na nè ha. Của này vật sale nè, vật sale thì em hay bán. Bà Na thì cũng có bán rồi nhưng mà ít. Đây, giới thiệu trước anh em ha. Con này là Bà Na. Bà Na con này là mã EZ7412, con này đời mới nha, 3V7. Con này thì sản xuất bên Trung Quốc, tại vì cái này nó đặt nhà máy bên Trung Quốc rồi. Mấy cái đời sau thì đặt nhà máy bên Trung Quốc là Made in China thôi. Vẫn là máy hãng 100% nha. Sử dụng cổng sạc Mirror USB. Con này nó có thắng luôn nha. Đây, Panasonic. Ngoại hình nè. Con này thì cực kỳ nhỏ gọn, cầm rất là gọn luôn, gọn hơn bật sale luôn. LED chạy cực kỳ êm nha, thắng nè. Đó. Buông là máy nó dừng luôn nha. Thắng anh em nghe tiếng không? Chạy cực kỳ êm ha. LED thì siêu sáng luôn. Con này bỏ túi rất là tiện luôn. Nói chung là gọn nhẹ. Cầm những cái túi vít bình thường của mình, túi toàn tay vậy đó. Có đèn báo pin ở chỗ này. Sạc cổng Mirror USB. Thì đối với những cái dòng sạc có cổng Mirror USB thì em sẽ không kèm sạc nha. Anh em về sạc chung cái cục sạc điện thoại của mình. Này, cái này là sạc chung với cổng sạc Samsung hồi đời trước. Này, Mirror, nói chung là cổng Mirror USB là xài được. Về sạc cục sạc điện thoại. Rồi, cây Bana này thì giá nó là 500. Đó, 500. Con này anh em sưu tầm được nè, xài cũng ok luôn. Nói chung mấy con này thì anh em làm việc nhẹ rất là ngon nha. Còn làm việc máy vít là to như vít 2-3 phân gì thì không phù hợp nha. Có chuyên này chuyên làm điện tử hay là làm đồ nhẹ rất là ngon. Chỉ mình tháo mấy cái bo mạch nè, hoặc là tháo mấy cái bảng mà nó không có cần lực nhiều quá thì xài rất là ngon. Nói chung là nó ngon thì nó phù hợp công việc mình là nó ngon thôi. Đó, máy nào cũng vậy, từ rẻ tới mắc. Đó, phù hợp với công việc mình là nó ngon. Rồi, cây này 500 ha. 500. Rồi, cây vật sale nè. Vật sale mã là 220USB. Này. Con này thì sản xuất tại Nhật, mắc in cho bằng. Ngoại hình có chạy xước. Cũng xài cái cổng sạc Mirror USB nha. Mấy con này là pin li-ion hết. Con này thì cái đèn nó tự tắt. Em cực kỳ êm ha, vật sale. Đèn thì tự tắt, đèn cũng nó sáng luôn. Rồi, cái này thì 450. Đó, cái này thì 450 nha. Rồi, cũng xài cái cổng sạc điện thoại luôn. Đó, vật sale. 450. Thì anh em chuyển khoản thì em vẫn bao ship nha. Đó, những cái mấy cây mini này, mấy cây vít bãi này anh em chuyển khoản đủ thì em bao ship hết. Đó. Để mà lấy nét cái chi tiết là cho anh em coi cho nó dễ ha. Rồi. Con này cũng của Nhật luôn nè. Nhưng mà cái con này kiểu nó thương hiệu nó hơi lạ. Con này thì search Google đúng cái hình với lại đúng cái thông số thì nó ra có bên Nhật có bán. Nhưng mà cái này nó còn mua bán nguyên hộp có phụ kiện tùm lum hết á. Mà này bãi về em làm được cái máy không thôi. Mà con này ngoại hình cũng rất là đẹp. Con này hầu như là gần chưa xài luôn á. Đây, anh em có thể coi ngoại hình đó nè. Đó. Chưa có một vết chạy đúng không? Con này thì anh em sưu tầm được là thích đẹp thì lấy con này. Có cái mã gì ở đây không? Mod SDRD gì đây. 3V7 ha. Pin 2,5 luôn. Rồi con này tua nó cũng nhanh nè, 280 vòng. Có thắng luôn nha. Đó, buông lại là nó dừng nè.
là xem nó có thắng. Bởi vì những dòng có những dòng mini không có thắng nha. Ví dụ điển hình như con này đó. Anh em thấy nó quán tính nó chạy vẫn chần chạy đúng không? Đây buông này vẫn còn chạy chút xíu nó mới dừng, còn này là buông nó dừng luôn đó. Này là kêu là có thắng rồi. Con này thì có đêm có móc treo chỗ này nữa, nhìn cũng rất là hay. Càng con này con nói chung là tay thì cũng không nhỏ lắm mà cũng không bự lắm, nói chung là anh em là tay lớn lớn to to xíu cầm con này ok. Ngoại hình rất là đẹp nha, con này anh em sưu tầm được nè, ngoại hình quá ok luôn. Rồi cái này thì cũng 450 luôn nha. Con này thì đặc biệt là nó xài cổng sạc micro, không có cổng sạc micro mà nó xài cổng sạc tiếp C luôn. Đó, tiếp C thì giờ nó quá thông dụng rồi. Đó, tiếp C thì mấy cái điện thoại này mới gì mình là tại tiếp C hết. Đó, thì anh em về sạc chung với cục sạc điện thoại luôn. Đó, tiếp C nha, con này thì cổng tiếp C, con này đời mới. Rồi cái này thì quá đẹp. Đó, anh em nào chốt thì nhanh tay nha, chỉ có một cây duy nhất thôi, không có số lượng đâu. Đó, con này nói chung là lâu lắm mới gặp được một cây. Đây, con này thì cũng có bán rồi, con này của Đài Loan, con này là của thương hiệu Edman á. Đây cái tem dưới đây nè, đây anh em không để ý nó, cái tem nằm dưới nè, con này của Edman á, mã của nó nè CDR37LI million luôn. Nó có cái móc, cái này như cái móc vậy đó. À, cũng tiện. Nói chung thiết kế, nhưng mà con này nó không có thắng nha. Nói chung mini thì có thắng không thắng không quan trọng, tại vì nó cũng không có tua nhanh, đèn led đầy đủ nha. Con này thì xài cái ống sạc micro USB đó. Micro rồi, màn hình anh em coi nha. Rồi cây này thì cũng không có kèm sạc nha. Nói chung là mấy cái cây mà nó xài cổng sạc micro USB hay là tiếp C gì đó thì em sẽ không có kèm theo sạc, thì chỉ có máy thôi, anh em về sạc chung sạc điện thoại nha. À, rồi cây này thì 350, à, cây này 350, con này của Edman màu đen. À, màn hình đó, cố gắng em quay chi tiết hết cho anh em coi cho nó dễ. Vì trên video thì mình quay nó thực tế hơn, chứ khi nhiều khi chụp hình nó cũng không rõ mấy, nên là anh em coi cái máy nào mình vừa ý thì mình cố gắng mình xem cho rõ video ha, để chốt cho nó khỏi mất thời gian. À, nói chung là mình chốt vừa ý cái máy cho nó tiện. Rồi con này 350. Rồi có một con này hàng siêu độc luôn, con này của cái hãng nó lạ quá, The Hill gì nè, con này mắc in Korea ha, 347 luôn. Con này á chạy nghe nó kêu kêu, nhưng mà không phải, tại vì cái nhông nó sắt, nhông là kim loại full luôn, nó chạy nghe tiếng hơi ồn thôi. Có đèn led đầy đủ nè. Con này thiết kế không độc lạ thì chứ. Này, thông số nè. Bên đây có thông số không? Hai bên nó chát y chát nhau à. Đặc biệt cái con này nó xài cái cổng sạc cũng lạ hơn người ta nữa nè. Anh em kéo kéo hai cái đèn đen này ra nha. Đó, rồi cầm như cục sạc thôi. Con này thiết kế đúng là độc lạ thì chứ, mới thấy lần đầu luôn. Nói chung con này em bị bả nhiều mà mới thấy con này lần đầu tiên luôn. Nhìn thiết kế không giống ai thì chứ. Đó, cầm không biết cầm kiểu giống cục xoong quá. Rồi cây này thì tính anh em 250 thôi. Con này nhìn nó mắc cười quá. Đó, anh em nào thích độc lạ thì lấy con này ha, 250 thôi, không có kèm sạc nha. Cái này thì về anh em sạc bằng cái đầu này nè, nó găm cái vô cái cục sạc của mình luôn, nó găm trực tiếp vô cái sạc luôn, không cần dây nhỏ vậy đó. Đó, cứ găm vô cái đầu sạc 5V là sạc. Đó. Rồi con này em bán 250 thôi, này kiểu lấy coi thử nó thấy là lạ quá. Đó, chạy bình thường nha, cũng khỏe lắm á, không có yếu đâu. Con này thì nhìn nó hầm hố ghê luôn, cầm nó hơi nặng tay chút, giống yên gây thước hoặc là cái cục sạc bông vậy. Rồi 250 có cái móc treo chỗ này nè, nhưng mà ra về anh em gắn móc vô, có đèn led luôn nha. Thôi cắt giấy, cắt giấy thì đợt trước quá trời mấy anh em hỏi luôn, đợt này giờ lấy được hai cây. Con này của hương hiệu là Bách Bách gì này. Đây đó, con này nó cũng máy công cụ nó cũng có nhiều mẫu lắm, nhưng mà nó không thông dụng nhiều với mấy dòng khác thôi. Thông số của nó nè, cũng có cái gì thôi, cũng đâu có ghi thông số gì đâu, cắt giấy cắt giải gì đâu. Nhưng mà con này anh em cắt giấy rất là ngon nha, kéo cái chốt an toàn lên rồi xong cắt đó, thấy không? Cắt cắt tông thì bị nhanh luôn á. Nói chung cắt bị cắt tông dày dày cắt nhanh lắm nha. Còn con này cắt giải không được thì không biết, chưa có test gì qua giải. Hình như mà con này mặc định là nó cắt giải thì phải. Cái lưỡi đó nè, anh em nhìn cái lưỡi nè, cái lưỡi như mới chưa xài luôn. Đó. Con này thì sạc adapter chu tròn, thì em bán cái cây này thì em sẽ kèm theo cục sạc cho mình.
Rồi cái này thì 450. Đó, máy pin sạc. Cái đầu này, cái lưỡi này mình tháo cho an toàn thì mình kéo mình tháo mình gỡ gờ ra cũng được nha, cho nó an toàn. Khi nhà có mấy đứa nhỏ mình tháo ra cho nó an toàn, không thì mình để về cũng được. Nói chung là phải đẩy cái công tắc an toàn lên thì mới mở được. Bình thường anh em bấm không có chạy. Đó. Rồi cái này là 450 ha. Bác. Con này pin nằm trong rồi. Thì có con cây này pin nó nằm ngoài, nhưng mà cái cục sạc nó không biết cục sạc gì nữa, không có tìm thấy cục sạc. Cái này anh em nghĩ là anh em về mình chế cái sạc cộng trừ vào đây cũng được nè. Nó có hai cái chân sạc sẵn luôn nè. Con này là pin pin là pin rời. Đây. Pin 3.6 mà nó làm hầm hố ghê không? Cây này thì nó của Xmen ha, mã nè, DSS36LIA. Thông số con này nó ghi gì không? 13.316. Lưỡi cũng rất là mới luôn. Mấy con này hầu như là lưỡi nó chưa có xài. Đấy, anh em nhìn có thể nhìn cái lưỡi nè. Nó quay cận cho anh em xem nha. Rất là mới luôn. Nói chung chức năng cắt thì nó cũng y chát nhau thôi, không có khác gì hết. Con này thì cũng đẩy cái khóa an toàn lên mới cắt được. Con này thì chưa có làm sạc mà cũng chưa có nghiên cứu cục pin này sạc kiểu gì nữa, mà thấy trên đây nó có cộng trừ này ký hiệu chắc cũng sạc cộng trừ trên đây thôi. Anh em về chế cái sạc kiểu sạc game hai chân cộng trừ vô đây là sạc được. Thì cục pin nó cơ bản là pin nó cũng có 3.6 của 3.2 à, cũng có một cell thôi. Con này có đèn led nha. Này, có đèn led công tắc nó làm cũng đọc nè, chính giữa. Nhấn vô. Đó. Tắt, nhấn vô. Thấy không? Cũng mở cái này ra được, đó, mở cái lưỡi ra được. Đó. Tháo lắp cũng được. Rồi. Con này thì phải đẩy nút an toàn nó mới chạy nha, bình thường thì mình bấm nó không chạy. Đó. Rồi, cái này thì em sẽ không có kèm thêm sạc, anh em về chế sạc nha. Rồi, cái này thì 400 đi. Đó, 400. Đó, nếu mà anh em nào muốn chế sạc luôn thì 450. Đó. Nói chung là thôi, bán combo giống như con kia đi, 450 làm sạc cho anh em luôn để cho tiện. Nên nhiều anh em về không có biết chế cháo là cũng mất thời gian, nhưng chế cháo nó không đúng cũng an toàn. Rồi, anh em làm luôn sạc cho mình luôn. Rồi 450 luôn nha. Tại vì nhiều cái cây máy nhiều anh em về kiểu là chưa có dọc gạch qua thì nhiều khi làm nó cũng mất thời gian, cũng không có đồ nghề làm. Thôi em làm sẵn luôn cho anh em dễ xài. Rồi mini nè, mini bình thường. Đó, hai con này thì quá quen thuộc rồi. Mấy con này thì rất nhiều anh em thích luôn. Con này là của hãng Ken nha. Đây, Kenzak 3.6, 4 N. À, vòng tua là 200 vòng. Con này thì có đèn led, led cực kỳ sáng. Đầu gài. Màn hình đẹp nha. Đó. Thì cái này được ném về được 2 cây. Đây. Con này thì nó có cái bị nứt nhẹ chứ cái dòng này nói chung cái này thì không ảnh hưởng gì mấy. Nó không, nói chung là không ảnh hưởng gì hết, chức năng thì nó bình thường à. Thì cái này chẳng qua là cái ốp nhựa thôi, còn ra thì con này nó có cái hộp số, cái nhựa, cái phần nhựa nó dính liền à. Cái này thì kiểu nó che là cho nó đẹp thôi. Đó, anh em nào kỹ thì dán miếng keo 5-2 vô là bình thường nha. Cái này có sao em để vậy em cũng không dán. Đó, ngoài hình cũng rất là đẹp luôn, chạy cực kỳ im nha. Đó, với những dòng này thì em pin em đã làm mới hết rồi, anh em về xài thoải mái nha. Làm pin mới rồi, mạch bảo vệ đầy đủ hết. Đó, kèm cục sạc adapter thì 220 luôn. Rồi cái này em có 2 cây thì một cây là 450. À, anh em chuyển khoản đủ thì vẫn bao ship nha. À, cái này em có 2 cây. À, một cây là 450. À, thì cương bộ là máy pin sạc, pin thì pin nằm trong rồi, pin làm mới rồi ha. Sạc adapter điện 220 rồi như là 450. Rồi đợt này thì anh em là fan của Boss thì hốt nè. À, 4-5 cây luôn. Boss mã này thì đợt này 3-4 cây gì đó. Cây này có một cây thì ngoại hình xấu, có một cây ngoại hình đẹp. Mấy con này ngoại hình đẹp nè. Boss này là ISO ha, có đèn led, led vàng, mấy đèn này led vàng. Chạy êm nha. Rồi, giác sàn cũng làm rồi. Pin cũng làm mới rồi. Đó. Rồi, mấy cây này là 350 một cây. 350. Mấy cây này ngoại hình đẹp nè. Đó. Không có bị xước xét gì hết nha. Đó, dòng này thì 350. Con này như đời sau. Thiết kế kiểu nhìn nó có viền, chạy viền đồ, nhìn cũng đẹp, cũng đèn led đầy đủ, có đèn led nè, ra vô báo chiều nè, thông số dưới đây coi,
chung mấy con này là 3.6 hết nha. Anh em nhìn mấy cây mini là 3.6 hết, đa số là 3.6 hết. Chứ nó sử dụng pin 1 cell á. Rồi. Con này tua là 215 vòng. Rồi, cây này cũng 350 luôn. 350. Này, con này thì giống cây đầu nè. Mà hình cũng đẹp. Chạy êm ha. Rồi, bộ này 350 luôn. Có hai cây này, con này thì ngoại hình nó hơi bi bông xíu cao su đó, nên chức năng thì nó như nhau, chạy cũng êm. Có cái cao su nó hơi bong chóc xíu nè đó. Thì em quay gần cho anh em coi ha đó. Ngoài ra chức năng máy thì bình thường nha, pin cũng như nhau thôi, không có khác gì hết, cho ngoại hình nó xấu hơn. Rồi cái con này thì ngoại hình nó xấu hơn, em bán 300 cũng kèm cục sạc luôn, nói chung là đủ bộ á, pin là mới rồi, anh em về xài yên tâm ha. Thì đối với những cái dòng máy bãi này pin là mới thì bảo hành pin cho mình là 6 tháng, anh em cứ yên tâm xài nha. Đó, đóng pin mới mà bảo vệ hết đầy đủ hết rồi. Rồi con này là 300. Do ngoại hình nó xấu chứ cái chức năng thì nó không có khác gì con kia. Con này nó khác mã, con này thì nó không có đèn led. 3.6 nè. Ha. Đời này 203, ồ còn 203 tính ra giờ là nó hai mấy năm. Không biết nó sản xuất năm 2003 không hay là nó, cái tem vậy không biết. Rồi con này không có đèn led thôi, đợi nó thấp hơn bán cho anh em 250 thôi. Pin là mới rồi nha. Đó. Rồi cái này 250, anh em về xài thoải mái, làm bằng liệt, làm mấy cái dẫn vít kiểu nhỏ nhỏ, làm liệt tử đồ lặt vặt thì thoải mái nha. Còn kiểu mà vít lớn quá thì mình phải đầu tư cái máy lớn hơn, nhỏ xíu thì nó không có đủ. Rồi cái này thì 250 thôi. Đây. Cái con này hôm bữa bán rồi quá trời, nhiều anh hỏi đợt này lụm đựng cây mà ngoài cây này ngoại hình nó đẹp hơn nè, của Zenke vậy đó. Đây đó, thông số nè, dòng tua nó được 250 vòng ha, lực là 405 niu, 3.6 thì 4.2 cũng là nó thôi, không khác gì hết. Con này đặc biệt là nó có bao pin trên thân này đó, bấm lên này sáng nha, pin còn đầy, nó báo 3 chấm nè, từ xanh tới cam tới đỏ, đỏ là hết pin đó. À, con này đặc biệt là có chế độ gặp được thẳng được nè. Rồi thêm một cái chức năng nữa là chức năng cấp trượt. À, con này thì nó trượt nha. 6 cấp thì qua cấp phan này không biết nó trượt không. Con này bữa test. Chưa test chức năng này không biết nó có trượt hay không. À, cái chức năng cấp phan này con này nó vẫn trượt nha anh em. Đó, thì nó trượt mà nó nặng thôi. Thì thường là đa số mấy cây mà nó để hình mức phan là nó không trượt nữa. Nhưng mà cái dòng này nó là vẫn còn trượt nha. Đó nè. Nó hơi nặng thôi, còn số nhẹ thì nó trượt nhẹ. À, xuống số càng nhẹ thì trượt càng nhẹ thôi. À, trượt cũng nhẹ, ok. Đầu gài nha. Đó, này kéo xuống. Đầu gài thì được cái nó thiết kế cái đầu gài kiểu này rất là gọn. À, con này thì tem đầy đủ hết. Mấy con này về tới đây xong không biết cái nắp đuôi nữa, nó đâu mất tiêu hết rồi không biết. Về lượm được lần trước cũng lượm được cây mà cũng nắp đuôi. Rồi con này cũng không có nắp đuôi luôn. Đó. Rồi cái này thì thôi bán giá như cũ cho anh em thôi. Sạc đây có cục sạc luôn nha. Thôi 250 luôn. Đó. Anh em nào đợt trước mua hộp thì đợt này chốt cái này được đẹp hơn nữa nè. Nói chung đồ bãi thì em không theo ý mình, nhiều khi gì về khi có hay không, bởi vì anh em cứ hỏi em trước em cũng không dám trả lời, tại vì đồ bãi thì không có hứa trước được. Có sao mình mua vậy, nhiều khi mà có máy mà mua cũng không nổi nè. Đó, kiểu là mình dù cây này về anh bán máy pin sạc 250, ngoài bãi nó bán 225 sao mua, về mình làm pin rồi làm sạc nó lại đâu bán được đâu, nên là nhiều khi có máy mà cũng không mua được là như vậy. Chứ nhiều khi anh em đi bãi thấy bãi gì hàng nhiều nhưng mà quan trọng cái giá. Ví dụ cây này về em bán máy pin sạc 250 mà pin lại làm lại rồi thì mua, ví dụ mua vô 150 200 gì đó thì cũng có lợi. Ví dụ giờ nó bán 250 sao mua đó, kiểu vậy về sao bán cho anh em được, còn ship còn làm pin làm mạch đồ này kia thêm cục sạc nữa đó. Nhiều khi đi bãi cũng có hàng là vậy đó, tuần trước thì đi bãi có hàng nhưng mà không mua được, giá nó mắc quá, mua được mà giờ bán không có ra, kiểu nó vậy. À, nhiều anh được cái tuần trước anh em hỏi là sao không lên video thì có hàng nhưng mà không mua được, giá nó cao quá. Nói chung đồ bãi thì mỗi người mỗi chủ bãi nó bán mỗi giá, không biết đường đâu.
Này, con này của Electric cơ 316. Con này thì đảo chiều nằm thẳng trên nha. Này, tua là 180 vòng. Electric cơ này là thương hiệu của Mỹ, nhưng mà cái dòng này thì nó là đặt nhà máy bên Trung Quốc sản xuất nên là mắc in China nha, chứ không phải là máy Trung Quốc nha. Electric cơ thì anh em cứ search cái hiệu nè, lên Google là nó ra hết à. Chạy cũng êm lắm nha. Con này thì chạy êm. Pin này cũng làm mới rồi nha. Nói chung mấy cây mini nè, pin em làm mới hết rồi. Anh em về chỉ xài thôi, không cần làm gì thêm hết á. Vệ sinh đồ đầy đủ hết rồi. Rồi, cái này cũng rồi, cái này tính anh em 250 thôi. Đó. Giá mềm dễ xài, 250 về lặt vặt xài trong gia đình cũng ok rồi. Đó. Dặn vít đỡ mỏi tay. Rồi, 250. Mahen. Con này lâu lắm rồi mới lấy nè. Này Mahen này ngoài bãi nó bán giá cũng mắc nên là ít khi nào lấy. Mà lấy về cũng khó bán tại vì dòng Mahen này giờ nó cũng anh em nhiều anh em thích mà nhiều anh em cũng không thích. Tại vì nó không có được lót. Này bấm là chạy thôi. Con này mã là 141 nha, EST 141. Con này ở mắc in cho băng luôn nè. Con này thì nó là băng dít cấp trượt. Con này thì anh em có thể lên 2 cell, 2 cell là 8.4 là chạy ok. Còn 4.2 thì chạy cũng được nhưng mà tua nó hơi chậm. Đó. Nói chung là anh em tùy nhu cầu thôi. Tua chậm quá thì dặn nó lâu, còn tua nhanh thì dặn được cái nó nhanh. Con này thì được cái có cấp trượt ha. À, có cấp trượt. Tại đời này nó có thêm một cái chức cái đời có búa nữa. Đời này thì cấp trượt. Rồi con này thì em chưa có lên pin nha, chỉ có máy thôi. Cái này vệ sinh rồi em bỏ pin cũ rồi. Rồi cái này thì 300. Đó. Chưa có pin nha, chưa có pin sạc, nghĩa là thân máy thôi. Anh em về tự làm pin nó cho nhà anh em nào có biết làm pin rồi. Còn anh em nào mà chưa không có biết làm pin, nói chung là không biết gì về pin á thì có thể kêu bên em lên pin, thì bên pin thì mình sẽ tính tiền thêm thôi, tính tiền pin sạc thêm. Đó, pin sạc mạch rồi mình tính thêm vô. Còn này em bán thân máy không. Vệ sinh rồi, chạy nha. Ok, về làm pin lại. Đó, là 300. Rồi, Mahen 141 nha. Đó, cái này 300. Nhiều khi em phải nói rõ là nhiều anh em cứ thấy cái giá, coi cái giá không, không có coi cái cụ thể cái chi tiết máy khi mua về, cái nó không có hợp với công việc của mình, nó tốn thời gian. Rồi con này thì của IKEA nè. Con này thì làm đồ nhẹ hoặc là làm xài nhà mà làm lặt vặt, làm đồ nhẹ rất là ngon nha. Con này có cốc trượt. Lại có nó có đầu kẹp thì nó dễ xài, xài được cái mũi khoan tròn. Con này thì nó là dòng 7.2 8.4 ha. Pin này em làm mới rồi. Pin là mới 2A rồi. Con này dòng tua là 800 vòng. Ủa, xin lỗi, 400 vòng. 0.8. Tức nghĩa là mình kẹp cái mũi nhỏ nhất là 0.8, lớn nhất là mũi 10 ly ha. Nhưng mà 10 ly anh em khoan lùi nhẹ thôi nha, chứ 10 ly mà khoan gỗ cứng nó không khoan nổi đâu. Con này nó làm việc vừa thôi, không có làm nặng quá nó không làm nổi đâu. Nhưng con này thì làm việc nhẹ rất ngon nha, có cấp trượt. À, nó tới 15 cấp trượt lắm. À, cấp trượt nó nhẹ lắm. Làm điện tử anh em mà tháo lắp cái bo mạch rồi cũng xài con này ngon nha. Vì cấp trượt nó mềm. À. Nói chung tua 400 thì nó cũng chậm lắm mà cũng nhanh lắm, tùy theo cái công việc mình chọn máy thôi. Rồi cây này thì 380, màn hình cũng rất là đẹp luôn. 380, pin làm mới rồi ha. Sạc 220, sạc này là anh em điện găm được điện 220. Rồi bộ này là 380. Cây khoan IKEA đó. Anh em cứ nói tên cây khoan IKEA là biết. Cái khoan màu đen cũng được đó. Con này thì thuộc dạng hàng hiếm rồi, giá nó cũng cao không rẻ. Con này thì được cái là nó gọn nhẹ, có điều tóc, có búa nha. Dòng có búa là anh em thợ mà làm việc nhẹ rất là khoái dòng này. Nếu mà so ra con này nó xài ngon hơn cái dòng bít gập. Tại vì bít gập thì xài nó anh em không quen tay nó hơi mất tiền. Còn con này thì cái thế nó cầm nó dễ cầm hơn. Đây anh em có điều tóc nè, cực kỳ mượt nha. Đây thắng đeo chiều đầy đủ hết nè, led nè. Rồi để găm cái tiếp búa cho anh em coi. Con này thì búa ngon, làm nói chung làm đồ nhẹ cỡ mấy cái vít nhỏ nhỏ tầm phân 2 phân thì ok. Đó, nó còn thấy cái mũi vít bãi trên đây nè, thông số của nó nè. Tua là 2002, búa là 2500 ha. Đó, con này cũng của hãng Electricer luôn. Electricer thì anh em cứ search trên Google là nó ra thôi. Mình chụp hình nguyên cái máy vậy nè. Đó, anh em cứ search trên Google tìm cái hình ảnh là nó ra thông tin. Đó, rất là dễ. Nói chung mấy con hãng máy hãng thì tìm cái nó ra liền.
Rồi cái này thì giá, cái này thì em bán giá là 1 triệu đó, 1 triệu. Máy pin sạc ha, pin thì Billion sạc adapter điện 220 sạc 8V4. Rồi cái này thì combo này là 1 triệu. Con này thì ngoại hình rất là đẹp nha, anh em sưu tầm cũng được, xài cũng được, nói chung thì con này xài cũng đáng đồng tiền, không đến nỗi là cao lắm đâu. Thì to ra nó vẫn mềm hơn giống mấy dòng kích gập, nhưng mà cái tư thế cầm nắm của nó rất là gọn đó. Nói chung thì anh em làm việc nhẹ nhẹ vừa thì xài con này ngon, còn việc bắn to nên vít gỗ để con này nó không phù hợp nha. Đó. Thì dòng này có búa đó. Anh em chịu tháo mấy túp lô điện nè, và làm mấy việc nhẹ nhẹ vừa vừa, ốc nhỏ nhỏ vừa vừa thì con này ngon đó. Rồi combo như hình là 1 triệu. Này con này thì thật ra nếu mà con này nó được cái nó thương hiệu nó không nổi tiếng bằng con đó, với lại cái con vừa mười lấy cơ, nhưng mà con này thì được cái là nó than rời nha, than rời thì lúc nào cái motor nó cũng khỏe hơn là cái dòng than than liền. Đấy, con này thì anh em nhìn cái thông số của nó nè, đặc biệt con này là dòng 4 búa nha. À, tính ra là nó lại đỉnh hơn dòng lấy cơ. Vậy sao than rời 4 búa, nhìn anh em nhìn dòng tua búa nó nè, 4.000 nha. Đó tua máy là 2.000, búa là 4.000, búa búa 4.000, nó gõ nhanh à, nhanh gấp đôi con kia luôn. Thì con kia búa có 2.000, 2.000, 2.600 gì đó. Đó lực của nó là con này có ghi thông số lực đàng hoàng 30 N. À, nói về cái đồ trải nghiệm với là lực là con này thì nó xài ngon hơn mấy không con vít gập nhiều nha, thì cái lực nó khác, nói chung là cái phân khúc nó ở cái phần khác. À vít gập thì được cái là mình nhỏ gọn, nói chung là tùy theo cái công việc mình chọn máy thôi, vít gập thì giá nó cũng cao hơn. Nhiều anh em hỏi vít gập lắm mà đợt này video này em chưa có nha. À, con này điều tốc mà điều tốc cũng rất là mượt. 4 búa anh test cho anh em coi nha. Đó, 4 búa thì búa nó gõ rất là nhanh luôn. Đó, nhẹ nè. Thấy không? Búa rất là mềm, mượt. Đó. Nói chung là nó không có hổn những cái dòng 7 quanh 2 khác. Nói chung búa này rất là mượt. Ngon, xài ok. Con này thì pin cũng nằm trong rồi. Pin 8V4 ha, cũng có sạc adapter đi kèm. Nói chung mấy cái máy này bên em bán đầy đủ pin sạc hết, anh em về chỉ việc xài thôi, không cần phải chế cháo hay làm gì thêm hết. Đó. Rồi cái bộ này á thì giá nó là 900 nha. Đó, con này ngoại hình đẹp, siêu tầm thì chắn được luôn nè. Nói chung xài thì ok, không có gì để chơi hết, đèn led đầy đủ. Đó. Rồi bộ này 900, anh em thích nhỏ gọn có búa, làm con này hoặc là tracker đều ok. Nếu mà theo quan điểm cá nhân của em thì xài con này ngon hơn, tại vì con này than đời thì thay thế nó cũng dễ hơn ha. À, 4 búa xài tốc độ búa gõ nhanh hơn, búa mềm hơn đó. Nói chung là em bán sao thì em, cái phần hiểu biết sao thì em tâm sự cho anh em nghe vậy thôi, còn anh em chọn máy thì kiểu là mình thích cái nào mình chọn cái đó thôi ha. À, chứ còn nhiều khi anh em hỏi em cái nào ngon, nhiều khi em thấy cái này ngon mà anh em thấy cái cơ ngon cũng chừng đó, kiểu nó vậy. Rồi qua mấy cái máy lớn nha, mini thì hết rồi đó. Mini thì có nhiều đó, anh em nào mà coi cái nào phù hợp thì cứ liên hệ chốt nhanh đi, thì mini em cũng không có số lượng nhiều đâu. Thì mini thì thường là bán đăng là bán nhanh lắm. Đó. Anh em nào cần thì cứ liên hệ liền đi. Rồi con này qua là mã 14V nha. Con này 14V không than. Mã nè, VKH14DBL2 em. Con này tua nó là 2800 nha, không tới 2800, con này nó có 4 cấp điện lực. Cấp 1 nè. Cấp 2 nè. 3 nè. 4 nè. Chỉnh lực bấm bên đây nha, đây có dòng sấy là bấm chỗ này, bảo pin, led máy, led máy thì con này bấm tắt mở chủ động, thích xài thì mở, không thích xài thì tắt. Trên cái cục pin thì em cũng có lắm bao pin rồi, ha, rồi, đầu cứng không rơ nha, đó. Rồi những dòng này anh em đi làm bắn ton, bích gỗ, cơ khí, làm điện lạnh rồi vô tư. Nói chung mấy dòng không than thì tiết kiệm pin, có chinh lực thì nó cũng xài ok lắm. Rồi con này thì full bộ là 1.550.000. Đó, 1.550.000. Pin đóng mới nha, chứ không phải là pin bãi nha. Vì mấy con này pin bãi em ít khi nào lấy đó. Pin bãi thì nó cũng hên xui, dung lượng nó cũng tù rồi nên là ít khi lấy. Đó. Rồi cái này thì pin đóng mới, máy không than, kèm cục sạc. Thì những dòng 14 này em sẽ kèm của mình cái cục sạc lớn 2A nha. Đó, cục sạc lớn vậy. Rồi combo này là 1.550.000. Thì anh em chuyển khoản đủ vẫn được bao ship nha. Đó. Nhưng dòng máy bãi thì anh em chuyển khoản đủ vẫn được bao ship. Thì những cái máy bãi thì vẫn là ưu tiên cho anh em chuyển khoản. Thì những dòng máy bãi thì em không có số lượng nhiều đâu. Vì mỗi lô về con cây, không cây nào giống cây nào hết.
Rồi qua lên cái đời cao hơn xíu. Con này cũng là 14 nhưng mà con này đời cao hơn. Con này DDL tua nó cao hơn nè. Con này tua tới 3.000. Ha, màn hình màu đen, nói chung màu đen thì làm nghề nó đỡ dơ. Màu càng sáng thì nó càng mau dơ thôi. Con này nếu đúng ra là cái đầu zin nguyên bản của nó là nó cái màu này nè, anh em thấy không? Còn nó còn bong là trống chút xíu nè. Nguyên bản của nó là màu này nhưng mà hiếm khi nào mà còn. Về tới đây là nó bong bong bong, bong hết rồi. Nè, còn sót lại nó cái đầu sơn nè, cái nước sơn cực kỳ đẹp luôn. Không biết hãng nó sơn cái gì mà đẹp lắm. Chắc là màu này thì hơi uổng, em vẫn để nguyên zin, không có đánh như anh em mới đánh cái đầu nó bóng, nhưng mà nó thôi em để có sao để vậy đi, mình vệ sinh máy nó chạy ok được rồi. Nhìn cho nó giống đồ vải, nhiều khi làm mới quá anh em ngại. Đó, cái tem nè, anh em nhìn thấy cái tem màu nó cũng khác. Bình thường là cái tem màu trắng, còn cái này tem là màu xanh, nó là những cái phiên bản màu á. Con này chạy cực kỳ êm nha, con này tua nó cao hơn. Nói chung mà chạy này, con này chạy sướng hơn cái dòng máy con mới quay sau lúc trước. Con này có chế độ auto, màu xanh lá này là auto nè. Đó. Đèn, bobin, led máy. Led máy thì dòng nó có hai cấp. Chủ động, tự động. Chủ động là mình bấm tắt mở bình thường, còn tự động là bấm nó sáng theo cò ha. Khi nào mình bấm cò nó sáng còn chút xíu nó tự tắt, nó kiểu nó vậy. Thôi. Có pin thì nói chung là pin sạc như nhau thôi, nó chỉ khác thân máy thôi. Pin sạc thì bên em làm như nhau hết, không có khác gì hết. Rồi con này combo nó là 1 triệu 7 nha. À, 1 triệu 7. Anh em chuyển khoản thì vẫn được bao ship thôi. À, 1 triệu 7. Không than 14 anh 4. Tua 3.000 nha. Con này bắn tên vô tư rồi, 3.000 là bắn thoải mái. Con này làm điện lạnh không hay bị ngon á. À. Mọc nhôm kính quảng cáo rồi là thoải mái. Rồi hai cái thì qua hai cái có than. Không than thì mình qua có than nha. Này có than thì em bán body đi. Anh em nhiều anh em hỏi cái kia thân máy có than giá nó mềm hơn. Con này mã nè, 14 DSL2 nha, tua 2006. Rồi gần cục pin test thử cho anh em coi luôn. Chức năng nè, điều tốc. Đảo chiều. Đẹp máy. À, bao pin, đẹp máy đầy đủ hết nha, nó chức năng full hết. Đầu cũng còn ok, không có đến nỗi mà lắc quá. Nói chung là những dòng này sẽ nhiều khi máy bãi thì nó sẽ có độ rơi nhẹ thôi, bình thường. Không có đến nỗi là nói chung không ảnh hưởng chức năng nhiều quá thì vẫn ok ha. Con này thì ngoại hình cũng còn đẹp. Cao su rồi cũng còn liền lạc, không đến nỗi bong chóc nhiều. À. Ngoại hình nè. Rồi con này thì em bán thân máy là 600. Đó, anh em nào muốn mua thêm pin sạc thì cứ nói em, còn không thì bán lấy thân máy về cho có pin sạc rồi thì anh em mua thân máy, tại vì những dòng có than này nhiều, rất là nhiều anh em không mua thân máy luôn thì em bán series thân máy, còn anh em nào chưa có pin sạc thì mua combo. Đó. Rồi thân máy này là 600 nha. Đó, 600 14 quên 4 nó có than ha, than rời, nói chung mấy con than rời này dễ thay thế cũng dễ sửa chữa nữa, nó không có lỗi cả. Rồi cây này thì 500 mã nè. FWH14DGL, con này tua cũng 26 nữa, ngoại hình cũng còn đẹp. Rồi test chức năng luôn. Nói chung về bắn con thì anh em chọn mấy cây tầm tua 2.000, 2.3, 2.5 là ok rồi ha, là bắn con thoải mái rồi. Rồi con này thân máy không là 500 nha, con này còn được cái dây đeo luôn nè, pin 14.4. Rồi cái này 500 thân máy nha, chưa có pin sạc. Pin sạc thì anh em cần tính riêng. Rồi qua dòng 12, con này là DMR2 ha, nó có DMR rồi DM2, nó nói chung hay đi chơi 12 nó rất nhiều dòng. Này tua con này cũng 2.6. Con này thì có cái nhược điểm là cái gì mà có cái dấu đây, chỗ này nó bị cấn nhẹ chút xíu đâu nữa ta. cái móc treo không biết sao nó gãy được vậy luôn này. Nó gãy mà cái móc còn được móc từ cái dòng nhựa thôi. À, nói chung thì cái này thì nhiều anh em xài nhiều anh em cũng không xài, nói chung là nó cũng ảnh hưởng chức năng máy nha, cái đó thì ngoài quan thôi, chức năng phụ thôi. À, chức năng chính nè chạy cực kỳ êm nha. Mấy con này thì nồi đồng có đá rồi, chỉnh được hai cấp nhanh chậm nè. Rồi bộ này thì giá 900. Đây
Ô này giá 900. Con này thì do có ngoại hình nó bị cấn, nói chung cái chỗ này thì không ảnh hưởng gì nha anh em. Đó, để em quay rõ cho anh em coi. Đó, thấy không? Nói chung là cái này nó không ảnh hưởng gì hết chứ. Này nó chỉ cấn nhẹ chỗ này xíu thôi. À, như là cái móc nó bị gì đó. À, còn ngoài ra thì chức năng bình thường nha, chạy full, ngoại hình cũng còn đẹp. Tem đồ này đủ hết nè, cao su không có bong chóc gì hết nha. Đầu cứng luôn. Chụp cũng còn đẹp nữa nè. Đó. Rồi cái này thì ưu tiên bán cho anh em là combo. Combo này là 900 ha. Đó, 900 combo máy pin sạc. Pin thì pin bảo hành 6 tháng nha. Nói chung là mấy cái em bán bộ pin đóng thì bảo hành cho anh em 6 tháng á. Rồi qua cái DC2. Con này thì tua 2,5. Con này thì đời sau rồi, nó đặt nhà máy bên Trung Quốc sản xuất rồi, như là mắc in China thôi, nhưng mà vẫn là máy hãng 100% nha. Hitachi. Con này còn móc à. Con này chạy cực kỳ êm nha. Con này thì được cái bố nó thiết kế kính luôn. À, bố cái kính là nó ít dơ và nó êm hơn. Rồi cái này thì 850. 850 là full bộ nha. À, full bộ vậy, máy pin sạc. Máy thì bảo hành cho anh em 3 tháng, pin bảo hành 6 tháng. Đó, à, combo như vậy là 850. Rồi. À, qua những cái cây trước mặt anh em. Đó. À, đây là những dòng máy mới nha. Dòng máy mới thì cái này thì thân máy là thân máy của máy Trung Quốc đó. Thì cái này bên em nhập bên xưởng Trung Quốc, họ sản xuất riêng cái thân máy thôi. Thì đối với những dòng này thì chất lượng nó sẽ ok hơn là những dòng mà nó bán kèm pin, kèm phụ kiện trên thị trường. Nói chung thì Trung Quốc thì họ sản xuất tiền là của đó thôi. Nhưng mình cần chất lượng tốt hơn xíu, mẫu mã nó cũng giống vậy thì họ vẫn làm được. Nói chung Trung Quốc thì cỡ nào họ cũng làm được hết. Nhiều khi á, cái ngoại hình nó giống nhưng cái chức năng với lại cái cấu tạo bên trong lại khác ha. Bây giờ anh em xài xong rồi mới biết, chứ còn nhiều khi mình nhìn cái ngoại hình không á cũng không đánh giá được. Rồi. Mẫu này là mẫu 72 phiên bản mạch cải tiến ha. Mạch cải tiến này thì nó có thêm 4 chức năng bên đây. Nó giống như là máy hãng vậy đó. Hả? Còn 4 chức năng nhanh chậm bên này bình thường. Có chỉnh lực nhanh nha. À, chỉnh lực nhanh nè. À. Chỉnh lực nhanh kia là mình làm trên cao, mình chỉ thao tác một thai thôi, không cần bấm phím dưới đây. Đó. Con này thì hai đèn led cực kỳ sáng luôn. Dòng này em bán là cái xài bạc đạn nha, nó đầu bích là bạc đạn luôn, không có đầu rơ ha, đó, đầu bích bạc đạn. Nhưng mà tuy nhiên anh em mà gắn cái đầu hay cái đầu chân lục giác vô đây thì nó vẫn phải có độ lắc nha, tại vì cây bắn vít của mình á là nó sẽ có cái độ lắc nhất định đây, giữa cái độ rơ nhất định giữa cái cây mũi vít với lại cái cốt này. Đó, không thể nào mà nó khít kinh khít 100% giống như cây khoan được đó. Nên là nhiều anh em cứ gắn cái mũi vít vô hỏi là sao rơ là vậy đó. Đó là nó bị vậy chứ không phải là nó rơ đó. Nói chung là cắn cái mũi càng dài thì nó sẽ càng có độ quơ thôi, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì. Anh em nhìn thấy cái cốt máy nè, nó cũng là nó không có độ lắc luôn, vì nó xài bạc đạn này nó không có lắc đó. Rồi cái này thì đợt này em có về thêm cái mẫu vỏ mới nè. Mẫu vỏ này thì nhựa rất là tốt luôn, dày lắm. Này anh em gớt không bể luôn á. Nhựa nó hầu như là nó rất là cứng mà nó dẻo nữa, giống như là nhựa của mấy cái vỏ zin gì đó. Cũng có bao pin nè. Cái cục này thì nó giống như cái mẫu vỏ này thì nó giống như mẫu vỏ zin, nó giống mẫu vỏ zin hơn là cái mẫu vỏ trong sóc. Đó. Nó thẳng ra là nó giống như mẫu vỏ zin. Anh em nhìn cái chất liệu nhựa nè, rất là bóng ha. Rồi cái này thì combo. Combo một máy, một pin, một sạc. Combo này là 1,150 triệu. Hả? Thì những cái dòng máy mới này, thì riêng những dòng máy mới thì bên em bao ship hết nha. Hả? Combo như em bán trên hình là một máy, một pin. Pin thì pin đóng mới bảo hành 6 tháng. Này cục sạc adapter điện 220, cục này thì dòng sạc 2A ha. Rồi combo này là 1,150 triệu. Dòng này thì mẫu là mẫu 72 á, mẫu 72. Đây tem nè. Con này tôi thực tế là 3,600 nha, đã đâu qua máy rồi, tôi thực tế là 3,600. Con này thì anh em xài công trình đồ là vô tư nha, xài gia đình thì thoải mái. Đó. Combo đây là 1,150 triệu, bao ship. Còn anh em nào muốn lấy thân máy thì bên em vẫn có bán lẻ thân máy cho mình nha. Đó. Thì tùy theo mà có bảo hành hay không bảo hành, thì thân máy lúc nào cũng bán, cũng báo hết. Có bảo hành thì giá nó sẽ nhích hơn một xíu, còn không bảo hành thì giá nó nhích hơn một xíu. Đó. Giá không bảo hành thì sẽ thấp hơn, đó, kiểu nó vậy. Rồi combo này là 1,150 triệu. Thì cái đợt này em về được 3 màu, màu xanh, màu đỏ đô và màu đen. Đỏ đô nè. Chức năng thì như nhau nha, không khác gì hết. Nói
chung là nó chỉ khác màu thôi. Ngoài ra chức năng thì chức năng mãn mạch là linh kiện rồi, nói chung là nó chỉ khác màu thôi, còn ngoài là như nhau, không khác gì hết á. Đó. Thì vỏ thì anh em có thể lựa chọn cái mẫu vỏ này, thì nó có được cái viền đỏ ở đây nhìn nó hay hơn. Nhưng mà cái chất liệu nhựa này nó sẽ không bằng cái mẫu nhựa đen này nha. Đó, cái đó thì có sai không nó vậy nè. Cái chất anh em nhìn kỹ cái chất liệu nhựa nè. Thì cái mẫu đen này nhựa nó kiểu như là nó cũng chống sốc nhưng mà nó sẽ không có dai như cái mẫu nhựa này. Đó. Tại vì mẫu nhựa này nó có mấy loại, là có một cái mẫu kia nó mỏng hơn nhưng mà nó không dai, còn mẫu này nhựa rất là dai luôn, em thử test rồi. Con này cái cục này anh em rớt là không bể vỏ luôn á. Tại vì cái mẫu đen kia nó có một cái xưởng nó cũng làm nhưng mà nhựa nó bóng, nhìn nó bóng nhưng mà khi mà anh em rớt cái là nó bể liền. Nó không có độ dai. Đó, còn cái mẫu sau này nhập thì có cái độ dai đó. Nói chung thì nhiều anh em thích cái mẫu vỏ zin, không thích mẫu vỏ này. Đó, nói chung thì em bán cho đầy đủ hết, anh em thích cái mẫu nào cũng có. Rồi giá thì vẫn như nhau nha. Nói chung thì em sẽ tính giá đồng giá như nhau hết, không có khác gì hết nha. Pin thì nhất lượng như nhau thôi, chỉ khác cái mẫu vỏ. Rồi, này là một combo là cũng là 1.150.000 luôn. À, bao ship nha. À, màu đỏ đô, màu đen nè. Nó được về được 3 màu. Anh em có thể chọn màu là mình thích thì mình chọn. Màu đen. À, màu đen thì nhìn nó đỡ dơ hơn ha. Nói chung màu càng tối thì nó càng đỡ dơ thôi. Đây, màu đen đây. Chính lực như nhau, chức năng như nhau, nó chỉ khác màu, nói chung là nó cơ bản là nó chỉ khác màu thôi. Pin sạc đồ giống nhau. Đó, combo thì vẫn là 1.150.000, có 3 màu anh em có thể chọn. Xanh, đỏ đô với lại màu đen nha. Đó. Bản này thì đợt này về 3 màu. Đó. Mới về luôn, cũng đứt hàng cũng lâu lắm. Đợt này mới về được 3 màu. Đó, anh em nào có thể chọn thì có thể liên hệ nha. Tại vì bộ máy hai này em nhớ là cũng có rất nhiều anh em hỏi luôn về chưa có kịp hàng á, nên là đợt này anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ em 0938158742 ha. Thân máy hay là full bộ đều đầy đủ hết, anh em là có nhu cầu thì cứ liên hệ. Rồi em qua cái combo khoan hai chức năng nha. Con này là của hãng Dentong. Đây Dentong ha, con này thì có chức năng là bắn vít cấp trượt và khoan nha. Con này thì không có búa, con này anh em làm khoan tường cũng được, nhôm kính hoặc là khoan gỗ khoan sắt vậy đó. Đó thì nó không có búa thì nó không hỗ trợ khoan tường thôi, nhưng mà thật ra thì vẫn khoan tường được. Đó, dù mình khoan mũi 6 ly 8 ly mình mua cái mũi tốt xíu khoan bình thường. Đó, thì nó không có búa thì cái chức năng khoan nó chậm hơn là cái cây có búa để mình khoan tường thôi, còn ngoài ra là khoan vẫn được bình thường nha. Con này thì nó có hai tốc đây, chậm nè, tốc nhanh nè, đầu kẹp 13 ly nha. À, đầu kẹp 13 có khóa chục này không, khóa chục anh em xây là cái cốt máy nó không xây ha. Này đầu kẹp 13 ly đồng tâm nha. Đó, cấp trượt nè, lên nè. Nói chung cái số càng lớn thì cái lực trượt nó càng mạnh thôi, không có gì hết. Còn mà chỉnh nhanh chậm là mình chỉnh trên cò ha. Đó, còn chỉnh cấp độ trượt là mình chỉnh trên dòng xoay. Đó, còn chỉnh tốc nhanh chậm thì mình kéo cái này. Đó, khi nào anh em chạy mức chậm thì có nhiều anh em chưa xài qua máy thì em muốn giới thiệu sơ xíu, anh em nào có biết rồi thì cũng chịu khó nghe giùm em ha. Thì cái chức năng chậm này khi mà anh em sử dụng tải nặng, ví dụ anh em dùng nó để khoan cái mũi khoan gỗ mà nó gỗ nó cứng đi, mũi nó lớn chút thì mình chuyển về tốc chậm. Thứ nhất là cho nó tăng cái độ tải của máy lên, máy nó khỏe hơn. Thứ hai là nó đỡ hại máy, đỡ hại pin. Đó là vậy. Còn mình khoan bình thường thì mình cứ để tốc nhanh, làm việc cho nó nhanh. Đó. Rồi, combo này giá hiện tại rất là tốt. Combo này hiện tại là giá là 1.000.000. Đó, bao gồm một máy, một pin, một sạc ha. Với những cái dòng máy bên em bán thì hiện tại chỉ có một máy, một pin, một sạc thôi. Còn anh em nào muốn mua thêm pin thì có thể cộng thêm tiền. Tại vì những dòng này là em bán pin đóng, không phải là bán pin theo máy nha. Đó, những dòng bán pin theo máy thì nó đa số là nó kèm hai pin, nhưng mà chất lượng pin đóng thì anh em cũng đã biết là nó tốt hơn rất là nhiều những dòng pin theo máy. Tại vì pin dòng theo máy giá nó rẻ thì đương nhiên cái chất lượng nó giảm xuống, không bao giờ mà nó tốt được như pin đóng ha. Rồi, combo này là giá 1.000.000 thôi. Đó, anh em nào mà chưa có máy thì nhận tay nha, xài gia đình hay là xài công trình nhôm kính rồi là vô tư hết nha. Đó, máy không than, tiết kiệm pin. Đó, đầu kẹp 13 ly nha, có khóa chục luôn. Rồi, combo này chỉ có 1.000.000 thôi. Đó, anh em nào chưa có máy thì nhận tay sắm. Nói chung anh em nào có máy rồi thì mình có thể mua thân máy. Những cái dòng pin anh em hay là kêu pin phổ thông đó,
Giờ anh em coi cái chân máy của cái máy cũ nhà mình á, nếu mà có chân pin giống vậy thì anh em mua thân máy cũng được. Thân máy này bên em đang bán lẻ là 450 một cây, cũng bao ship luôn, 450 nha anh em, bao ship. Thân máy 13 chức 13 ly nha, 13 ly hai chức năng, 17 cấp trượt, một cấp khoan, có khóa trục nha, không than. Rồi 450. Thì anh em xài gia đình hay là xài thợ thì có thể đầu tư một combo, một khoan, một vít, một pin, cục sạc và xài vô tư rồi. Còn anh em xài nhiều thì có thể đầu tư hai máy hai pin, kiểu vậy. Nói chung là tùy theo cái nhu cầu mà mình chọn thêm pin sạc thôi. Xài càng nhiều thì mình đầu tư pin nhiều, còn mà xài ít thì mình xài một pin là nó đủ rồi. Đi mua hai pin nhiều khi cũng không xài hết, nó ổn. Rồi, bê bu lông 1/2 nha, đầu 1/2 đầu đặt không phải đầu rỗng nha. Con này thì lực 600 nha anh em. Con này thì được cái nó gọn nhưng mà lực đủ 600 nha. Thì con này thì bên xưởng họ test qua máy rồi, họ gửi video cho mình rồi, anh đảm bảo là lực nó khoảng tầm 600. Nói chung là nó sẽ trừ hao tầm ít thôi, khoảng tầm 580 đó. Máy mình coi thực tế là bên xưởng họ test là lên được cái lực là 580 N. Đó. Chính xác là 580 N. Đó. Nhưng mà thông số thì họ ghi là 600. Những cái dòng máy Trung Quốc thì đa số là anh em sẽ thấy nó ghi thông số ảo nha, con này thì thông số thật 100%. Thì con này thì anh em sửa xe máy vô tư nha, đó. Nhưng con này thì anh em bao cho anh em sửa xe máy thoải mái nha, đó. Ốc bánh xe tay ga, xe bánh nồi rồi đó, là ốc nồi rồi đó là thoải mái nha. Con này thì nó có 3 chế độ chỉnh lực, có chế độ auto top luôn. Auto top mình mở nè, tắt mở nè. Khi mà chế độ auto top thì mình sẽ thấy cái đèn xanh chỗ này, đó, tự ngắt lực. Chiều ra ha, chiều vô thì 3 cấp. 1 nè, 2 nè, 3. Đó. Có đèn led nha, đèn led này tự tắt, độ 1/2 nha. Đó. Thì cái bu lông nó không có làm cứng ngắc như là cái đồ vít đâu, tại vì cái cấu tạo cái nguyên lý nó khác nên là nó sẽ có cái độ rơ, nhưng mà bu lông thì không ai đem đi bắn vít đâu, là cái độ rơ này bình thường nha. Nhiều anh em cứ ở bu lông mà gắn cái đầu tiếp vô cho lắc thì bình thường, thì cái đầu clip nó to mà gắn vô đây thế nào nó cũng lắc, không ai nào mà nó chuẩn 100% giống là cái khoan được hay là bắn vít được. Rồi con này thì bao cho anh em sửa xe máy luôn. Rồi combo này giá cũng mềm, rất là mềm, chỉ có 1.2 triệu thôi. 1.2 triệu thì anh em đã có cái cây máy mà đi sửa xe lưu động nè, để sửa xe nhà thì vô tư rồi. Nói chung sửa xe máy thì cục pin này anh em bắn cả ngày thoải mái. Đó. Nói chung sửa xe máy nó không có bắn liên tục giống như bắn tôn hoặc là bắn máy cắt. Đó. Thì kiểu nó vậy. À, anh em sửa xe máy vô tư. Nhiều khi nói khi một ngày chứ nhiều anh em mà làm ít cả tuần chưa hết pin đó, em nói thật. Tại vì ốc xe máy thì không có ai mà bắn liên tục, mà bắn ví dụ bắn mà liên tục lần chục con xe máy đó. Sửa xe là mình bắn chút xíu mở ra rồi xong mình sửa xong mình bắn vô vậy thôi. Nên là pin nó rất là lâu. Pin là pin đóng nè, chất lượng thì anh em khỏi lo. Cục pin này anh em về chạy máy cắt máy mài máy bê tông rồi thoải mái nha. Đó, ví dụ là pin anh em có máy rồi thì mua combo này giờ lấy cục pin xài máy mài máy cắt ở nhà vẫn bình thường. Đó, bao cho anh em chạy máy mài máy cắt, nói chung là máy hãng máy đồ vừa chân, nói chung vừa chân pin là chạy được hết. Quạt đèn đồ vô tư hết nha. Rồi. Combo này là 1.2 triệu bao ship. Con này thì nhìn nó gọn nha, mà lực nó đủ. Nhìn nó gọn nhưng mà lực nó đủ nha, không phải là nó yếu đâu. Nhiều anh em cứ kêu ủa sao cái máy này nhỏ quá sợ nó yếu, không, mình phải thử chứ còn nhìn cái ngoại hình thì không có đánh giá được, nói chung nhìn cái đồ nhựa thì không có đánh giá được phía trong được ha. Rồi cái mẫu này thì rất nhiều anh em hỏi luôn, đợt trước định không về đó mà nhiều anh em hỏi quá, tại vì thấy cái chỉnh lực cái cấp 1 con, nói chung con này á thì chạy nó ok, nó có thêm cái chức năng mà nó auto top chiều ra, mà nó cảm nhận là cái chỉnh lực của nó không có chuẩn như là cái cây màu xanh kia. Số 1 nó hơi mạnh đó. Đó, thấy không? Số 1 nó kiểu là nó chia cái cấp lực nó chưa có rõ lắm. Còn cái dòng màu xanh kia thì đặc biệt là nó lại chia cấp rất là chuẩn. Bởi vì bữa giờ em bán dòng nó nhiều. Còn dòng này thì đợt này anh em hỏi quá cũng thôi, cũng nhập về cho anh em nhu cầu. Nói chung anh em mình nhiều khi mình thấy ngon nhưng mà anh em lại thấy cái máy khác ngon hơn. Đó. Con này thì anh em chọn sạc adapter, sạc dock đều được nha. Đó. Em bán đồng giá. Đó, combo này 750. Máy không than, pin đóng, sạc dock hoặc sạc adapter dùng được. Nói chung là tùy anh em chọn muốn sạc nào cũng được. Cũng bán đồng giá hết là 750 một bộ ha. Còn này máy không than có 3 cấp chỉnh lực nha. Rồi, 750 một bộ, máy pin sạc, một máy một pin một sạc nha. Còn anh em mua thêm pin thì tính thêm tiền.
những dòng pin 16-8 này em bán lẻ là 250, nếu mà anh em mua chung combo thì giá nó sẽ tốt hơn. Đó. Nói chung lúc nào cũng vậy, mua combo pin thì giá nó mềm hơn, mình mua lẻ pin ROM thì giá nó sẽ khác. Đây. Dòng này thì có chỉnh lực nhanh, đó, chỉnh lực ở phía trên này thì nhanh hơn, thao tác dễ hơn. Đó, con này thì anh em có cái cấp số 4 số 1 nè. Không, nó rất là khác với dòng kia thì bố số 1 nó như số 3 vậy. Con này là cấp nào ra cấp đó. À, thấy không? Chỉnh lực chuẩn chuẩn hơn. Rồi con này thì nó lại đầu bao vít gài nhanh nữa. Nè. À, thấy không? Hai đèn led luôn. Giá thì em bán vẫn như nhau thôi, không có chênh lệch nhiều. Nói chung thì cái tại vì cái giá nhập vô nó bằng nhau thì bán bằng nhau thôi. Rồi dẫn combo máy pin đóng sạc đốc hoặc là sạc adapter đó, nói chung anh em có thể chọn sạc nào cũng được. À, thì pin đóng thì bảo hành lúc mình cho mình là 6 tháng nha. Rồi combo này là cũng 750 luôn, cũng bao ship ha. À, 16.8 thì về hai mẫu, à, anh em thích mẫu nào thì lấy mẫu đó. Nhiều anh em lại lòi mẫu này, nhiều anh em mà xài rồi thì thấy con này chuẩn hơn là thích mẫu này đó. Nên chung về hai mẫu, anh em nào vừa ý cái nào thì lấy cái đó. Rồi 750 một combo, 750 ha. Nói chung xài gia đình thì anh em xài mấy dòng 16.8 này là thoải mái rồi. Đầu tư thêm cái mũi khoan mà chân lục giác á, mũi 6 mũi 8 là xài vô tư. Nói con này thì đem đi khoan tường bình thường nha. Tại vì em có bán cho những anh em mà làm điện lạnh á, thì anh em xài mua mũi 6 mũi 8 đa năng khoan để lắp mấy cục mấy cái viền lạnh bình thường. Nói chung là người ta làm nghề được thì mình xài, gia đình hay là làm, nói chung là làm nghề được thì là xài cái gì cũng được hết, gia đình hay là làm đi kiếm tiền hay là làm thợ rồi vô tư hết. À, rồi những dòng này là dòng khoan, nhưng mà con này có chức năng có búa ha, này cấp trượt nè, khoan bình thường nè, khoan bình thường thì nó không có trượt nữa. Ngoài này khoan búa, khoan búa thì ở trên khoan tường. Chưa, đây gắn cái đầu kẹp vô xíu, test cho nó đỡ đau tay. À, có búa, có búa thì hỗ trợ khoan tường. Dòng 16-8 này búa này nhiều anh em xài gia đình hay là xài ít, làm thợ mà xài búa khoan tường ít thì xài con này được, còn nếu mà xài nhiều thì xài 18 nha. À, nói chung tùy theo cái nhu cầu công việc mà mình chọn máy thôi. Combo này giá nó cũng mềm đó, combo này giá chỉ có 700 thôi mà ba chức năng luôn. À, ba chức năng có búa rồi pin đóng nữa. Pin đóng anh em xài thoải mái, nói chung một cục pin đóng anh có thể xài thời gian nó lâu hơn hai cục pin thoải mái luôn á, mà chất lượng nó bền hơn. Nhiều khi anh em hỏi pin đóng tại sao giá nó cao hơn, nói chung chất lượng nó cao thì giá nó cao thôi. À, combo này em bán cho 700 thôi nha. À, cũng bao ship luôn. À, ba chức năng có búa, máy không than hết nha. Dòng này là máy không than, anh em để thấy cái chữ BL là máy không than hết. Con này có báo pin nè, những dòng 16-8 nó có pin trên thân hết. Đây báo trên đây nè, 3 chấm là pin còn đầy. Rồi combo này là 700 bao ship. Cái video hôm nay nó hơi dài á, anh em cũng thông cảm nha. Rồi anh em nào mà có cái nào không có phù hợp với mình á thì mình tua qua cho nó đỡ tốn thời gian. Nói chung em quay cũng cố gắng quay nó gọn nhẹ, gọn nhanh nhất có thể rồi. Rồi con này thì hai chức năng thì nhôm kính hoặc gỗ sắt. À, thì không có cần chức năng khoan búa thì hỗ trợ khoan tường thôi. À, những dòng khoan này bên em là nó có khóa trục hết nha anh em, tức nghĩa là mình xây cái đầu kẹp là nó không có xây theo máy nha, tại vì chức năng khóa trục thì giá lúc nào nó cũng cao hơn không khóa trục hết, nó dễ xài hơn. À, cấp trượt, con này nó có 21 cấp trượt ha. Đây, cấp trượt thì cái số càng lớn thì cái lực trượt càng mạnh, còn nhanh chậm thì mình bấm trên cò, còn chỉnh tốc nhanh chậm thì phần cơ thì mình có hai cái nút ở trên. À, chỉ nút chậm thì anh em làm nặng thì mình chỉ nút chậm, còn bình thường khoan kiểu mà khoan nhỏ khoan nhẹ thì là tốc nhanh cho nó nhanh ha. Con này chạy em cực kỳ em luôn. Rồi hai chức năng thì giá nó mềm hơn, hai chức năng thì có 650 thôi, 650 là pin đóng hết nha. À, nhắc đi nhắc lại rồi, pin đóng hết. À, một máy một pin đóng mới, pin đóng thì bên em bảo hành cho mình là 6 tháng. Rồi kèm một sạc đốc điện 220. Rồi combo giờ là 650 cũng bao ship luôn. À, anh em xài gia đình thì nậu con này là xài vô tư rồi. À, 16.8 thì nó chỉ yếu hơn 18 thôi, chứ còn mạnh hơn 12 nhiều. 16.8. Rồi combo này là 650 bao ship. À, anh em mà mua nhà xài thì đầu tư cái đó là xài thoải mái rồi. Nhà bẩn nhất lặt vặt, khoan sắt, khoan gỗ rồi vô tư khoan tường vẫn được nha. Rồi qua hai cái dòng đèn led. Cái này là led sáng
sáng tỏa. Còn này là led sáng gơm, sáng gơm giống như đèn pin, còn sáng này thì dạng cúp điện nó sẽ xài ok hơn. Nhưng mà cái đèn led này thì nó sẽ ăn pin hơn là cái con đèn này, tại vì cái led nó nhiều hơn, cái công suất nó lớn hơn. Rồi test sơ cho anh em coi luôn nha. Đèn thì đèn led thì tuổi thọ rất là sáng. Đây, bao sáng luôn. Cúp điện thì anh em mở con này là xài thoải mái rồi. À. Chắc có hôm nào phải làm cái video ngắn ngắn mà đi chỗ nào tối tối test đèn cho anh em coi. Rồi. Sáng gơm nè, nói chung sáng gơm mà nó giá cái đèn pin này không khác gì hết. Con này thì sôi ớt, làm công trình mà cần cái đồ sáng gơm một chỗ thì mình lấy con này. Còn kiểu mình xài để mà sạc ở nhà cúp điện, đợi nó sợ cúp điện mà có pin rồi mình lấy sắm nhà cúp điện, hoặc là làm công trình mà nó không cần độ sáng một chỗ thì làm con này. Con này thì cái độ sáng nó cao hơn tại vì nó sáng tỏ ha. Rồi, giá là cái này 100, còn cái này là 150. Sử dụng chân pin Makita, pin phổ thông là anh em kiểu pin phổ thông đó. 18. Nói chung những dòng này thì cái đèn led này nó có thể sáng ở áp từ 10V tới 30V, tức nghĩa là cái dãy điện áp từ 10V tới 30V là anh em xài được hết. Anh em mà nhà mà không có pin có thể mua về câu ác quy cũng được nha, câu đúng cộng trừ là nó sáng thôi. Nói chung là cái dải nó cũng rộng lắm, từ 10V tới 30V là đều sáng, đều ok hết, không phải bình thường nha. Đó là trong cái phạm vi cái đèn led nó cho phép thì mình xài bình thường. Rồi, nhắc lại giá ha, cái đèn 100, cái đèn 150. Đó. Rồi anh em là mua gộp đơn thì để em bao ship. Đó. Ví dụ như mua chung máy thì để em bao ship cho nó tiện, chứ mua cái đèn không thì ship nó cũng 20.000 hay mấy ngàn rồi, nó hơi uổng. Rồi. Thì video hôm nay cũng hơi dài rồi, em xin kết thúc cái video đây nha. Anh em nào có nhu cầu mua máy thì cứ liên hệ bên em để đặt hàng qua số điện thoại 0938158742 hoặc là 0767560061 nha. Máy móc lại giờ quay dục lùm hết. À, rồi. À, ngoài ra thì có những số những cái mẫu pin mà hai bên em hay bán nè. Pin Makita 14, pin Makita 12, Ryobi, rồi Makita 7.2 nè. Rồi Makita 10.8 nè. Đó, những cái dòng này sử dụng sạc zin nha. Đó, sạc zin sạc linh kiện, nói chung là không có sử dụng sạc adapter, sạc dock. Rồi Hitachi 14.4 nè, có bóp bó pin luôn. Rồi em kết thúc cái video đây, cũng hơi dài quá rồi. Anh em nào có nhu cầu gì thì cứ liên hệ, cần tư vấn gì thì cứ kết nối Zalo đi, em sẽ tư vấn cho mình thêm. Rồi cảm ơn anh em đã dành thời gian mình theo dõi video hôm nay. Chúc anh em có thật nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở video lần sau.